Chào các bạn, clip hôm nay bài hình chiếu trục đo. Thì cái đề thì để dễ thì chúng ta sẽ đi vẽ cái hình này. Thì đầu tiên, để vẽ hình đo thì chúng ta trong AutoCAD bảng 2012 trở lên thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh là Snap. Chúng ta gõ vào đây là chúng ta chọn là Style, gõ S, gõ Isometric, Enter, rồi. Thì để vẽ hình chiếu trục đo thì điều quan trọng nó sẽ nhìn ra là chúng ta sẽ bắt đầu vẽ từ cái mặt phẳng nào và sau đó sẽ đôn lên một đoạn, tức là ít chốt lên một đoạn bao nhiêu. Thì cái hình này á, hình này nếu mà chúng ta vẽ theo cái này thì nó sẽ rất là lâu, mà nếu mà chính xác thì chúng ta sẽ vẽ cái mặt phẳng lên, từ mặt phẳng top này ta vẽ lên. Thì để chuyển qua mặt phẳng top, ta nhấn F5 hoặc là nhấn Ctrl E để chuyển qua đó. Chúng ta dùng lệnh Line, chúng ta vẽ. Rồi, chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một cái hình chữ nhật lớn này. Các bạn chọn một điểm. Rồi. Các bạn nếu mà nó không ra như vậy thì ví dụ nha. Cái đường thẳng nó không ra đúng thì các bạn nhấn F8 để mà tắt cái chế độ Auto đi. Rồi. Nó ra đây một đoạn là 60, các bạn nhập vào. Rồi. Cái đoạn này là 135. Rồi, đây 60. Nhấn C kết thúc. Sau khi chúng ta đã vẽ được cái hình này á, thì chúng ta sẽ tiến hành vẽ cái đường tròn ở ngoài này. Nhưng mà cái đường tròn này á, nó có điểm đặc biệt là trong hình chữ trục đo, ta vẽ đường tròn thì nó sẽ không ra, mà chúng ta sẽ dùng cái lệnh Ellipse. Đây. Chúng ta chọn là ISO Circle, nhấn chữ Y. Rồi, thì ở đây các bạn sẽ bắt tâm. Bắt tâm thì các bạn nhấn Ctrl cộng chuột phải để chọn cái điểm mid giữa hai điểm này này. Đó, các bạn chọn điểm này. Các bạn chọn điểm này. Đó, thì nó ra. Sau khi nó ra thì các bạn nhấn kia D này, gõ vào đây D. Rồi, 84. Như vậy chúng ta đã vẽ xong và chúng ta dùng cái lệnh trim để cắt đi những cái đường không cần thiết. Quét. Đường nào không cần thì các bạn xóa đi. Như vậy chúng ta đã vẽ xong cái đĩa dưới để tạm thời cái lỗ này và cái này thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ vẽ bằng cái cách này này. Thì ta sẽ tiếp tục vẽ cái lỗ này. Còn cái lỗ này thì tí nữa khi vẽ xong chúng ta sẽ vẽ sau để dễ hơn. Chúng ta vẽ cái lỗ này thì các bạn vẽ cái đường thẳng này, các bạn dùng lệnh Line. Rồi. Các bạn dũng mà mid nha. Rồi. Thì ở đây nó cắt một đoạn là 15 này, cái lỗ này là 15, chúng ta sẽ copy. Ở trong vẽ hình chữ trục đó thì các bạn không thể dùng cái lệnh offset được, mà chúng ta sẽ dùng lệnh copy để copy ra hai bên. Rồi, ta chọn cái đường thẳng này. Rồi. Qua là 7.5. 7.5. Tiếp tục ta sẽ thấy ở đây, đây vào đây một khoảng nữa. Chúng ta sẽ vẽ cái đường thẳng này để xác định tâm. Thì đây là 105 này, đây 135 này. 135 trừ 105 thì nó còn lại 35. Nó vô mỗi bên là 15. Tôi bắt điểm này. Nó cho nó vào là 15 đúng không à? 1
30, 30 chia 2 là 15 đúng rồi. À, ta lập lại lệnh copy. À, ta chọn cái này. Enter. À, nó bị lỗi mình copy này. Offset thì ta chọn cái đường thẳng này để copy. Enter, chúng ta chọn cái điểm xuất phát. Thì cái máy mình do mình chạy nhiều phần mềm quá nên giờ nó bị đơ. Máy bị đơ các bạn, chờ một chút. Máy này chạy hồi sáng giờ. À, cái đường này thì chúng ta tương tự, ta thấy đây là 7.5 nè. Ta cũng dùng cái lệnh ellipse. Ta chọn ISO SICO. À, tấm của nó là 1 lần này đi để nó dễ bắt điểm. Ta lập lại lần nha, ellipse. Y. Rồi. R là 7.5. Bằng nhập vào là 7.5. Rồi, tương tự cái đường bên này chúng ta lập lại lần. Ta nhấn Y. Rồi. 7.5. À, sau đó chúng ta sẽ trim những cái đường bỏ đi. Một đường cho khỏe. Rồi. Anh thấy đường này. Từ đoạn này nha. Ta sẽ xóa những cái đường không cần thiết đi. Ở đây thì hai cái đường này cũng khác nữa. À, ta lập lại lệnh. Rồi, enter. Giờ chúng ta sẽ đôn lên một cái đoạn này này. À, khoảng 20. Ta dùng lệnh copy. Ta quét hết tất cả cái đối tượng này. Enter. Các bạn chọn cái điểm này. Thì các bạn nhấn Ctrl E hoặc là F5 để chuyển qua cái chế độ khác. Đó, các bạn gõ là 20. Enter. Thì ta thấy những cái đường nào ta thấy những cái đường nào mà không cần thiết á thì ta xóa đi. Thì mình sẽ vẽ xong, các bạn sẽ xóa những cái đường mà dư thừa, mà đường nách khuất á. Hình chữ trục đo nó chỉ thể hiện các cái đường nách liền thôi, nó không thể hiện các cái đường nách khuất, nên chúng ta sẽ xóa đi những cái đường không cần thiết. Thì đây, hai đường này chúng ta xóa đây này. À,
ta gắn lên A, ta chọn những cái đường nào mà ta không thấy thì ta xóa. Ta nhấn lần trim. Cái đường này thì sẽ còn thấy một điểm này nên chúng ta sẽ dùng lần trim ta cắt đi. Rồi, như vậy là chúng ta đã vẽ xong cái đế, chỉ còn cái lỗ khoét này thôi. Cái lỗ này thì tí nữa sẽ vẽ sau. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái khối hình hộp đen này. Thì để dễ vẽ thì chúng ta sẽ vẽ ra một cái mặt, ta chuyển về mặt top và ta vẽ nó ở ngoài xong đó. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành copy lên. Rồi chúng ta sẽ vẽ. Các bạn nhấn F5 để chuyển qua cho đồ vẽ mặt top. Rồi. Thì ở đây là cái khối này là 54 này. Hình vuông 54 này. Vẽ xong ta tiến hành copy vào. Các bạn bắt tâm tâm giữa hai điểm. Rồi. Tiến hành bắt tâm. Đó. Ta đôn lên một khoảng là đây 80 trừ 20 còn 60 nha. Cái này xóa đi. Tiến hành copy. Thì ta nhấn F5 để chuyển qua. Ta gõ 60. Rồi. Tiến hành nối. Dùng lần like để nối. Như vậy trước mắt ta là trong cái khối trụ này. Ở trong này nó có thêm một cái khối trụ nhỏ này nữa. Chúng ta sẽ tiến hành vẽ cái khối trụ nhỏ này. Sau đó ở dưới này nó có thêm một cái khối tròn này nè. Nó khoét xuống nữa. Chúng ta sẽ tiến hành vẽ cái khối hộp là 36 này cái đã. Rồi, ta tiến hành cho nó xuống một cái khoảng này nè. Khoảng này là 45.
Mình xóa bớt những cái đường nhìn thấy trước để cho dễ nhìn đi. Rồi. Ở trong này thì nó có thêm một cái nối cái đã. Tí nữa chúng ta sẽ tìm sau. Ở trong này ta vẽ được một cái đường khối trụ. Khối trụ này đường kính của nó là 24. Thì nó vào một thấy này, ở đây là cái khối này là rỗng, nó vào đây một khoảng là cái này, khối này là 54 mà trừ 36, mới tính cho dễ, 54 trừ 36 là mỗi bên 9 đó, ta copy vào Enter, các bạn chọn cái năm rồi nhấn Ctrl A rồi qua chỉnh qua đây 54 nữa. Thì nãy giờ mình để tránh rối hình thì mình không vẽ thêm một cái đường 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 khối này là cái khối trụ này, khối trụ ở đây này, thì ở đây có sẽ có một cái đường tròn này, đường kính 24, nhưng mà nãy giờ nếu mà vẽ ra thì rất là rối, nên mình xóa bớt những cái đường đó đi. Giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ cái đường tròn, thì ta dùng lệnh ellipse tại vì đây là trong hình chiếu trục đo, các bạn gọi y bằng. Thì ở đây là đang có mặt top nên chúng ta chuyển qua mặt top để vẽ, nên ta dẫn Ctrl A, ta gặp lại lệnh Y rồi 24 rồi, ta thấy là cái đường tròn này á, này cái khối trụ này này, khối trụ này này nó bắt nguồn từ cái khối này, từ cái khối hộp này này, khối hộp nhỏ ở trong này đi xuống dưới này nên ta sẽ vẽ từ từ đây, thì tức là đây này, tấm của nó là bắt từ hai điểm này, ta sẽ copy vào, ta dùng lệnh CO là tức lệnh copy đó. Ta bắt điểm là tâm, rồi ta nhấn chuột phải cộng shift cộng chuột phải, ta nhấn là mid between hai điểm, rồi ta chọn đây đó,
Nhưng mà cái khối ở trong này, khối trụ trong này là do các cái đường này á, nó che rồi nên ta không sẽ không nhìn thấy. Các bạn thấy là ở đây chúng ta sẽ không thấy được nên chúng ta sẽ không thể hiện ra luôn, mà ở đây chúng ta sẽ vẽ nó vào để thực hiện mà trim đi cả cái đường này. Chúng ta dùng lần trim. Lần trim ta dùng lần trim nha, mày nó bị đứng rồi. Trước khi ta xóa các cái đường này đó, xóa cái đường này đó. Ta trên cái đường này đó. Rồi, chúng ta đã vẽ, ta đã trim đi những cái đối tượng. Ở đây cũng vậy, chúng ta sẽ trim đi, dùng lần trim. Chọn cái đường này. Rồi. Thì các cái đường không thấy thì ta tiến hành ta xóa tiếp. À, như vậy chúng ta đã cơ bản là ta đã hoàn thành xong, hoàn xong xong cái khối này. À, đây còn cái đường này thì ở đây nó chỉ thấy cái đoạn này thôi các bạn. Các bạn tìm bỏ đi. Rồi, như vậy chúng ta đã vẽ tạm thời là cơ bản là xong rồi. Cơ bản là xong cái khối này rồi. Thì ở dưới này nó có thêm một cái đoạn này nó khoét vào nữa. À, chúng ta sẽ tiến hành thì khoét vào thì chúng ta sẽ tiến hành copy cái đoạn này lên một cái khoảng là 8. Các bạn dùng lệnh CO. À, chọn cái điểm này. Nhấn Enter. À, chọn cái điểm này. Thì để lên cái mặt LED thì các bạn nhấn Ctrl E hoặc là F5. Các bạn gọi là 8. Rồi. À, cắt lên một cái khoảng nữa rồi. À, bây giờ chúng ta sẽ thấy là ở đây nó khoét lên một khoảng là 8 rồi. Ở đây ta sẽ vẽ một cái đường thẳng.
xa hơn này, và chúng ta sẽ vẽ cái lỗ ở dưới này. Đi ra hai bên này là sáu chia hai bên mười tám, như vậy chúng ta đã vẽ xong cái hình này. Cơ bản là chúng ta đã vẽ xong, còn cái kích thước thì các bạn đi như clip hôm trước mình đã hướng dẫn. Chúc các bạn học tốt.